tài năng, linh hoạt và nhạy bén. Và điều mà mình nghĩ rằng giới trẻ hiện nay đang có là một thế mạnh rất lớn, đó chính là những hy vọng. Những hy vọng để có thể thay đổi thế giới và tạo nên sự khác biệt. Mình nghĩ rằng với một thế giới có rất nhiều thách thức và rất nhiều biến đổi mỗi ngày thì giới trẻ hiện nay đang phải đối diện với rất nhiều áp lực để có thể thành công và tạo nên được chỗ đứng của mình. Cha mẹ hãy nói với con của mình rằng bố mẹ muốn lắng nghe con và muốn đồng hành cùng với con. Nghĩ đó là cảm giác bất lực bởi vì không thể tạo ra sự thay đổi và bất lực bởi vì không thể làm điều mình muốn. Cho bản thân mình, hãy chăm sóc bản thân cả về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.